Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà ba lô đất liền kề, dự án hẻm 1282 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Hẻm một sẹt đường trước ba lô đất liền kề của mình hiện tại nó là đường 7m, có vỉa hè hai bên sát với lại mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, ra chỉ 70m. Diện tích của ba lô đất liền kề của mình, lô 6, lô 7, lô 8, trung bình từ 4m2 nhân cho 16m, 17m rưỡi, 18m rưỡi. Diện tích công nhận là từ 66m, 71m, 76m. Sẽ có giá từng lô, sẽ được cập nhật trên video để quý khách hàng và nhà đầu tư được xem ạ. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường Phạm Văn Đồng chỉ 70m, sát với lại ngã tư Tôn Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng. Về lại chợ Thủ Đức, đường Kha Vạn Cân, đường Tôn Ngọc Vân, đường Võ Văn Ngân, làng đại học, làng cà phê, từ 3 đến 5 phút di chuyển về lại chợ Bình Triệu, cầu Bình Triệu, bến xe miền Đông, đại học Luật, nhà thờ Phan Tima, từ 5 đến 15 phút di chuyển, thuận tiện đi đến tất cả những vị trí trung tâm của thành phố Thủ Đức mới. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Họ Riêu để đón nhận thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Xin nhắc lại là bán ba lô đất liền kề, mã 678, hẻm một sẹt, số 1282, đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất của mình hiện tại nó là đường 7m, có vỉa hè hai bên. Diện tích lô đất của mình nó là ngang từ 4m2 nhân cho 16, nhân cho 17.5, nhân cho 18.5. Diện tích công nhận là từ 66m, 71m, 76m. Sẽ có diện tích cụ thể từng lô trên video cho quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo.